Minh Đường Tử vi xin kính chào các cô chú. Chúc các bác cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bác, cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các bác, cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi kỷ hợi 1959 tháng 6 âm lịch Tuổi kỷ hợi thường được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng họ dễ dàng trao niềm tin của mình cho người khác điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương thế nhưng dù có phải trải qua nhiều nỗi buồn phiền đau khổ tuổi hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác bên cạnh đó họ là những người sống lạc quan và hết lòng vì mọi người xung quanh nếu như ai đó cần giúp đỡ tuổi hợi mệnh mộc sẽ không màng khó khăn và giúp đỡ hết mức có thể nếu không họ sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận với chính bản thân mình không những vậy khi làm việc, tinh thần hăng hái và nhiệt tình của tuổi kỷ hợi cũng được mọi người đánh giá cao. Họ thường là người tiên phong trong những nhiệm vụ khó khăn, quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi kỷ hợi trong tháng 6 âm lịch năm tân sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi kỷ hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi kỷ hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi kỷ hợi 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm, nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Các bác tuổi kỷ hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm người này trọng chữ tín sống phóng khoáng có ơn tất báo luôn giữ hòa khí với mọi người họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè nhiệt tình giúp đỡ người khác là mẫu người ngay thẳng chính trực không hay lo chuyện bao đồng đôi khi tỏ ra lạnh lùng xem tử vi tháng 6 năm 2021 cho các bác tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, những gia chủ tuổi kỷ hợi sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Có điều, các bác cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của các bác đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến các bác vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Kỳ âm thổ gặp ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, trong tháng này những gia chủ tuổi kỳ hợi sẽ có dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Đặc biệt năm 2021 Thái Tuế là Sửu để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, và xem ngày sử dụng cho các bác tuổi kỷ hợi sinh năm 1959. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi kỷ hợi qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của các bác tuổi kỷ hợi vẫn không mấy khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Các bác có thể bị tiểu nhân hãm hại, dèm pha khiến các bác khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021, tháng 6 âm lịch đường công danh sự nghiệp của các bác tuổi kỷ hợi không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Các bác thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định cho lắm những gia chủ tuổi kỷ hợi cần phải xác định lại mục tiêu phương hướng phát triển sự nghiệp của mình nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ thậm chí là đi lùi nữa chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải sung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc theo tử vi tài lộc tuổi kỷ hợi năm 2021, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 6 âm lịch, tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, dèm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Tháng này, các bác tuổi kỷ hợi đang có phần ưa hưởng thụ quá đà. Tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi kỷ hợi trong tháng 6 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi, bóc ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Các bác cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Ngoài ra trong thời điểm này, các bác tuổi kỷ hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những vận xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo, Đối với các bác tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể các bác đã từng cãi nhau với bạn đời vì các bác quá cứng đầu, nhưng các bác sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Trong gia đình các bác sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con các bác nhé. Nữ mệnh cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại những gia chủ tuổi kỷ hợi thường có ngoại hình khá đẹp và thu hút người khác giới nên bản mệnh cũng dễ tìm thấy nhân duyên và có những mối tình khắc cốt ghi tâm tuy nhiên trong chuyện kết hôn bản mệnh thường có suy nghĩ độc lập nên khó có thể có được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ các bác thân mến việc kết hôn sớm cũng không phải là việc phải sợ hãi hôn nhân có những hạnh phúc của hôn nhân vậy nên cứ tìm hiểu thật kỹ càng rồi kết hôn đừng lo lắng sợ hãi việc các bác không hạnh phúc đặc biệt trong thời gian này, các bác hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân. Từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc mãi mãi. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà các bác tuổi kỷ hợi quan tâm hàng đầu trong thời gian này các bác tuổi kỷ hợi vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai tuy nhiên các bác cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn động tránh để đêm dài lắm mộng có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ nhắc nhở các bác tuổi kỷ hợi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt các bác có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người ăn không ngon ngủ không yên có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên vậy. Các bác tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác kỷ hợi sinh năm 1959. 3. Ngày cắt lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi kỷ hợi. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng ất mùi có nạp âm là sa trung kim. Tháng mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu đối với người tuổi kỷ hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6 năm 2021, tức ngày 20 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ tỵ. Thứ hai ngày âm lịch 23 tháng 6 năm 2021, tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là tân tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi kỷ hợi trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi kỷ hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 8 tháng 6 năm 2021, tức ngày 17 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính dần, có nạp âm là lô trung hỏa thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là mậu dần, có nạp âm là thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi kỷ hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.